Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động cuộc đời tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, cuối năm 2023, được thần tài hộ giá, gặt hái nhiều thành công, đổi đời giàu có, tiền vàng chật két, ai cũng đỏ mắt ghen tị. Quý vị thân mến, con trâu cả đời cày ruộng nhưng không sở hữu một mảnh ruộng nào, còn nhiều người thì cả đời làm công nhưng không được sở hữu một sự nghiệp nào. Hầu hết chúng ta đều hiểu rằng mình phải làm việc chăm chỉ thì mới có nhiều tiền của, đúng không nào? Nhưng cuộc sống này đâu có phải là mơ, ta đã lăn lộn trong đời, trải qua bao xương máu, làm quần quật như trâu đến xương giòn, da cháy sạm mà vẫn chẳng có đồng tiền nào trong tay, nợ nần kia vẫn đang nằm đó, nghèo khổ kia vẫn đang bán theo ta, những đứa trẻ do ta sinh ra cũng chẳng cần nhiều tiền hơn để ăn học lớn lên và bước vào đời rồi, tính toán làm lụng làm sao để cất được căn nhà, mua được chiếc xe, trả hết được nợ nần, trước là cho hàng xóm, đỡ buông lời xì xào gièm pha, cho người đời bớt thói xem thường mình, sau là để cho cuộc sống của mình và người thân đỡ đi bao phần vất vả, được sống an nhàn, thư thái. Hẳn cuộc đời vì thế mà cứ xoay quanh tiền và rất nhiều tiền, khiến ta nhiều khi mệt mỏi đến khó thở, vậy thì có cách nào để kiếm tiền làm giàu, đổi vận, đổi đời, làm chủ số phận cuộc sống của mình, liệu rằng giàu sang nhung lụa có ập đến trong dịp cuối năm 2023 này hay không, thì xin mời quý tín chủ cùng xem ngay luận giải dưới đây nhé. Minh Đường Tử Vi rất hoan hỉ được chia sẻ đến quý vị và các bạn vận trình từ nay tới cuối năm của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Đầy đủ các thông tin chi tiết, giúp bản mệnh đón lành tránh dữ, đổi đời đại gia, thu tiền tỷ về nhà. Thưa quý cô bác Bính Ngọ, sinh năm 1966 thân mến, có một trò chơi nhỏ, đơn giản là nhắm mắt lại nghĩ về ba người mà bạn yêu nhất, thương nhất, quan tâm nhất, ưu tiên nhất, xong chưa, rồi chứ. 99% mệnh thiên hà thủy sinh năm 1966 sẽ không liệt kê tên mình vào trong đó, lắm lúc ta quên mất rằng bản thân ta cũng là một người cần được yêu thương, cần được ưu tiên, cần được quan tâm. Bởi chính mình, một ngày nào đó có thể Bính Ngọ sẽ thành công hoặc có một cuộc đời nhàn tản. Khi đấy bạn sẽ cảm ơn ai, là cha, là mẹ, là bạn bè hay đồng nghiệp, là người thương hay ân nhân. Dù có cảm ơn ai, hãy nhớ đừng quên cảm ơn chính bản thân mình, cảm ơn cái bản tâm mình đã giữ lại ngọn lửa trong vắt như lưu ly mà đấu với cuộc đời. Tránh để tâm tính mình bon chen sa ngã, cảm ơn bản thân đã không bỏ cuộc, cảm ơn bản thân đã ngược xuôi chăm chỉ, cảm ơn bản thân đã kiên cường gồng gánh, cảm ơn bản thân đã tự chữa lành khỏi những tổn thương, tự quên đi những suy tư thiệt thòi, cảm ơn bản thân đã ở cạnh bản thể, nâng đỡ dìu nhau qua những ngày sóng gió, vì mọi việc đang giống như trời đổ cơn mưa, thử thách bản tâm, tìm cách dập tắt ngọn lửa này vậy. Sợ hãi khi làm điều gì đó ý nghĩa là điều dễ hiểu, chúng ta ai cũng vậy, nhưng bạn nên dành nỗi sợ cho việc cái khả năng bạn sẽ ở mãi cái điểm hiện tại, nơi khiến bạn mệt mỏi này, và sẽ không có gì thay đổi cả, có nỗi sợ đấy rồi, bạn sẽ có động lực mà lao vào một sự mạo hiểm mới mẻ trong cuộc đời. Bạn biết đấy, thỉnh thoảng bạn hay nghĩ rằng, nếu cuộc đời là một sự sắp xếp sẵn, vậy việc gì ta phải cố, nếu vận mệnh như một cuốn sách được viết trước, vậy mọi nỗ lực có nghĩa gì đây, vì lắm lúc ở phía cuối sách, giản đơn chỉ là một cái kết đẹp, còn đẹp đến đâu là do bản thân bạn tự viết, cũng lắm lúc ở một số trang của vận mệnh, sẽ chỉ có những dòng như ước mơ thành hiện thực, hoặc nỗ lực được kết trái đơm hoa, nên nếu không tiếp tục cố gắng và chinh chiến, làm sao bạn hoàn thành cuốn sách của cuộc đời được. Tôi không kêu bạn đừng chán nản hay đừng mỏi mệt Bính Ngọ à, tôi chỉ muốn nói là mệt thì nghỉ ngơi, chán thì ngừng lại, nhấp ngụm trà, ngắm thế gian một tí, rồi lại tiếp tục kiên tâm qua cái đoạn này nhé. Đừng quên yêu thương và ưu tiên bản thân, cũng đừng quên ai đã giúp đỡ bạn trong cái đoạn khó khăn, ai đã đẩy bạn vào sự khó khăn và ai đã bỏ rơi bạn trong cái đoạn khó khăn này, mọi điều sẽ sớm ổn thôi, thiên hà thủy kiên cường và bền vững, bất khuất như một anh hùng.
Trước tiên chúng ta cùng đi tìm hiểu tính cách làm nên vận mệnh của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, thiên hà thủy. Trong số 12 con giáp, trời sinh tuổi Bính Ngọ có can và chi, cùng hành hỏa, ngũ hành thuộc thủy, mệnh thiên hà thủy, là người có đầu óc thông minh, nhanh nhạy vì hành thủy chủ trí tuệ. Nước mưa từ trên trời rơi xuống nên vốn là một loại nước tinh khiết, vì thế bản mệnh cũng là người tinh tế, tao nhã, có tác phong làm việc nhã nhặn, lịch thiệp. Bính Ngọ hành lộ chi mã là người khá hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thạo chuyện xã giao, mặt trái là họ có bản tính tò mò, hiếu kỳ, hay lo chuyện bao đồng. Song cũng nhờ nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà người này được rất nhiều người yêu mến, họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất. Tuổi Bính Ngọ cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ, bởi vậy cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc họ rất năng động và nhiệt tình, tuổi Bính Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác. Nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến tuổi Bính Ngọ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi tuổi Bính Ngọ bỏ lỡ đi những cơ hội, vận may cho chính mình. Nhưng dù sao đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Bính Ngọ. Bù lại họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Nhờ vậy mà họ cũng đạt được không ít thành tựu nổi bật. Tuổi Bính Ngọ tuy không giỏi kiềm chế, che giấu cảm xúc của mình, bên ngoài họ thể hiện như thế nào thì tâm trạng của họ sẽ đúng là như thế, nhưng họ lại rất thật thà, thẳng thắn và có tấm lòng cao cả, tốt đẹp. Họ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Bính Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành, họ có nhiều ưu điểm đáng để người khác học tập. Nhưng tuổi Bính Ngọ cũng có nhiều nhược điểm, thiếu sót cần khắc phục, người này hay nóng nảy, vội vàng, thiếu kiên nhẫn và hiếm khi chịu lắng nghe ai, họ dường như chỉ quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân mà không hòa đồng vào tập thể. Một công việc hôm nay có thể khiến tuổi Bính Ngọ vô cùng thích thú, hào hứng, nhưng ngày mai sẽ khiến cho họ nhàm chán, buông xuôi. Người tuổi này sẽ cảm thấy khó khăn để từ chối lời mời, lời đề nghị của người khác, dù họ không có hứng thú với việc đó, đôi khi sự mập mờ ấy đã đẩy họ vào những khó khăn, rắc rối hết lần này tới lần khác. Nếu không muốn chuốc lấy phiền phức thì tuổi Bính Ngọ nên điều chỉnh hành vi của mình, học cách từ chối trong một số trường hợp. Thời còn trẻ, tuổi Bính Ngọ thích đi du lịch ở khắp mọi nơi để khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ. Họ ít dành thời gian cho gia đình mình bởi sự hấp dẫn thú vị của cuộc sống bên ngoài. Bởi vậy, họ sớm trưởng thành và tự lập hơn, biết tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Tính cách của người này có phần hoang dã, yêu thiên nhiên và thích hưởng thụ cuộc sống tự do cùng những người bạn của mình. Khi trưởng thành, tuổi Bính Ngọ có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan thử thách, ý chí của tuổi Bính Ngọ vẫn không bị mai một, ngược lại họ càng quyết tâm cố gắng, phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn. Cuộc sống của họ nhờ vậy mà tràn đầy niềm vui, thoải mái, lạc quan và yêu đời. Tuổi Bính Ngọ thích những nơi đông người và luôn có mặt trong những buổi sự kiện quan trọng. Họ rất tự tin và cởi mở, đó là lý do tại sao tuổi Bính Ngọ có nhiều mối quan hệ rộng rãi. Trước đám đông họ thu hút được sự chú ý của mọi người bởi tài năng giao tiếp khéo léo và phong cách thời trang độc đáo của mình. Tuổi Bính Ngọ biết cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Họ không bao giờ làm việc quá sức để ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Người này thường xuyên tham gia những hoạt động thể thao để rèn luyện cho mình sự nhanh nhẹn và khỏe mạnh về thể chất. Những người này đa số có vẻ bề ngoài rất lịch lãm, hào hoa và thu hút người khác. Họ biết phát huy những điểm mạnh của mình để tạo ấn tượng cho đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuổi Bính Ngọ năng động nhiệt tình trong công việc, nhưng bản tính đứng núi này trông núi nọ khiến cho người này dễ có những thay đổi về công việc. Tuổi Bính Ngọ có thể thích hợp với những công việc của một nhà đầu tư kinh doanh bất động sản, thư ký, phóng viên, nhiếp ảnh. Những nghề đó sẽ giúp họ phát huy tối đa tài năng đam mê và sở thích của mình. Nếu như trở thành chủ kinh doanh, tuổi Bính Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn, tư duy logic và con mắt nhìn xa trông rộng, giúp họ có những đánh giá chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó phát triển những mặt hàng đem lại lợi ích cho mình và mọi người xung quanh. Những người này giỏi kiếm tiền và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mỗi khi khó khăn, họ lại có quý nhân phù trợ giúp đỡ, bởi vậy những người này không bao giờ gặp phải thiếu thốn. Họ khéo léo tạo dựng cho mình nhiều mối quan hệ làm ăn, bạn bè trong mọi lĩnh vực, điều đó giúp cho tuổi Bính Ngọ học hỏi được nhiều kinh nghiệm mới cho bản thân mình. Phụ nữ tuổi Bính Ngọ năng động,
tài giỏi và rất đảm đang. Họ có thể vừa làm tốt vai trò của một người phụ nữ nội trợ, vừa tham gia xây dựng kinh tế gia đình, là cánh tay phải đắc lực cho công việc của chồng. Còn đàn ông tuổi Bính Ngọ khi kết hôn hết mực chăm lo cho vợ con, xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng thủy chung yêu thương nhau. Đặc biệt người này tính cách vui vẻ, lạc quan yêu đời, nên dù có gặp những vướng mắc trở ngại nhỏ trên đường đời, thì họ cũng hoàn toàn không để tâm mà vẫn giữ thái độ sống rất tích cực. Nhờ vậy mà trên chặng đường sự nghiệp tuổi Bính Ngọ luôn có quý nhân phù trợ lúc khó khăn, công danh gây dựng được từ tiền vận. Đến hậu vận thì càng rạng rỡ, sự nghiệp vững chãi, tài vận dồi dào, từ trung vận trở đi, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Vào thời điểm từ nay tới cuối năm 2023 Quý Mão này, chính là thời điểm bùng nổ vận may của bạn. Đây được dự báo là thời điểm phát tài, phát lộc rực rỡ, tiền bạc ùn ùn đổ về của con giáp này. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Bính Ngọ đón khá nhiều tin tích cực sau bao ngày ngóng trông, cụ thể trong thời gian cuối năm 2023 này. Cát vận tăng tiến nhanh chóng, hung vận đã lùi xa, trả lại cho bản mệnh sự tự tin và cảm giác nhẹ nhõm nhờ chính những nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn. Được tam hợp cục hậu thuẫn, thêm cả các tinh chủ về công danh chiếu mệnh, sự nghiệp của tuổi Ngọ trong thời điểm cuối cùng của năm này sẽ tràn đầy may mắn, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và chinh phục được những nấc thang quan trọng, những việc bạn làm đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Chẳng những vậy, vận trình tài chính cũng đang trên đà tăng tiến. Có thể một lần nữa khẳng định rằng, may mắn đang đứng về phía con giáp này, bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, giúp tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Những khoản đầu tư lúc này có vẻ hứa hẹn, nhưng bạn vẫn chỉ nên đầu tư nhỏ thôi, bởi không thể nào lường hết được những rủi ro tiềm ẩn. Chuyện tình cảm của Bính Ngọ sẽ vô cùng đáng nhớ trong thời gian từ nay tới Tết âm lịch, khi bản mệnh sẽ có khoảng thời gian thú vị và ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Đối với những người độc thân, bạn sẽ có nhiều cơ hội để làm quen, gặp gỡ với người khác giới và từ đó có thể tìm thấy một nửa của mình. Sức khỏe ổn định, khi các kế hoạch chăm sóc bản thân rèn luyện thể dục thể thao của bạn đang phát huy tác dụng, bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu về dài. Đầu tiên, xét phương diện công danh sự nghiệp. Trong thời gian từ này tới Tết 2024 âm lịch, vận trình sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ nhờ được sự hậu thuẫn của nhiều quý tinh nên thăng hạng rõ rệt. Vừa được tam hội thái tuế che chở, lại có cả nguyệt lệnh lâm trường sinh hỗ trợ, quý nhân luôn song hành trên mỗi bước thành công của bản mệnh. Mọi việc có chiều hướng đi lên, nhân lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó vì khả năng thành công rất cao. Những việc cô bác đã bỏ dở từ tháng trước hay muốn thực hiện mà chưa có cơ hội thì hầu hết đều được tái khởi động và phát thuận lợi trong thời gian này, xua tan mây mù ảm đạm. Thời điểm có đủ cả thiên thời địa lợi nhân hòa như này, nếu Bính Ngọ không tận dụng để bứt phá, thì sẽ rất khó tìm được một cơ hội ngàn vàng tương tự như này nữa đấy nhé. Quý nhân sẽ đến và giúp đỡ cô bác nhiệt tình và đó không phải là ai quá xa lạ, đối phương có thể là đồng nghiệp, cấp trên, một người bạn cũ. Nhìn chung những cuộc gặp gỡ trao đổi trong thời gian này đều có thể đem tới cho bản mệnh những thông tin hữu ích, tạo điều kiện để con giáp này chạm tay tới mục tiêu của mình. Thời điểm này cũng cho thấy rõ tinh thần làm việc hăng say của Bính Ngọ, không còn là giai đoạn ngồi chờ việc đến với mình nữa. Cô bác chủ động xông xáo hơn hẳn, bản mệnh cũng có định hướng rõ ràng hơn trong công việc, nhờ đó không còn cảm thấy nhàm chán hay bế tắc như trước. Tuy nhiên, bản mệnh cần đặc biệt ý rằng, trong 2 tháng tới, xuất hiện hung tinh chủ về gánh vác công việc lớn và trọng đại, sẽ có nhiều áp lực hơn, nhưng nhờ vậy, cô bác sẽ dễ dàng thể hiện được tài năng và bản lĩnh của mình. Có điều, ở mặt khác hung tinh đem tới nhiều rắc rối, có thể cô bác sẽ phải đối mặt với tiểu nhân, chọc phá gây họa thị phi, điều tiếng gièm pha có thể ập tới bất cứ lúc nào. Cô bác nên hành sự cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, làm đến đâu chắc đến đấy, việc mình làm, chớ nên khoe khoang hay đao to búa lớn kẻo thu hút tiểu nhân quấy phá. Trong quá trình thực hiện công việc có thể gặp trở ngại, nhưng với các điều kiện thuận lợi đang sẵn có, cô bác sẽ được giúp đỡ rất nhiều để vượt qua khó khăn. Không phải lo nghĩ nhiều, nhưng cái chính là bản mệnh càng cần phải suy nghĩ tích cực, hành sự thận trọng và không ngừng nỗ lực vươn lên, ắt thành công sẽ tới. Về phương diện tài lộc, tử vi từ nay tới Tết 2024 âm lịch nhận định, về phương diện tài lộc, tài chính của những người tuổi Bính Ngọ cũng khởi sắc rõ rệt, tiền bạc không còn là vấn đề khiến cô bác phải bận tâm lo nghĩ. Thời điểm này có tài tinh thực thần chiếu mệnh, các nguồn thu tăng tiến nhanh chóng, dù là làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, đều đạt được những thành quả xứng đáng. Trong giai đoạn này, lương và thưởng đều có xu hướng tăng, bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng,
Đặc biệt, chuyện làm ăn kinh doanh của những chú ngựa sẽ khá suôn sẻ và thuận lợi. Cuối năm hàng hóa bán chạy như tôm tươi, dường như chẳng còn chút hàng tồn nào trong kho, vì hàng về đến đâu là khách dục phát hàng tới đó. Con giáp này hơn người ở chỗ nắm bắt được thị hiếu thị trường, cũng đón được đúng thời cơ, nên bên cạnh may mắn là thực lực chẳng ai vượt qua được, tiền cũng vì thế mà về đầy túi. Tuy vậy, hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cầu cảnh báo, các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt, bản mệnh cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo, những người kinh doanh được khuyên làm ăn buôn bán phải thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Để giữ được lợi thế của mình, cô bác có thể dành thêm thời gian để quan sát đối thủ, có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thông qua việc quan sát đó. Bạn có thể nắm bắt hướng đi của đối thủ để có phương án phòng bị phù hợp, lại có thể học tập được từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân mình. Trong lúc này, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản cần chú ý theo dõi biến động thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm gây thiệt hại tiền của. Theo phong thủy phi tinh, ở góc của lục bạch phi tinh, mệnh chủ có thể đặt thêm vật phẩm phong thủy bằng thạch anh vàng, thạch anh mắt hổ hay chậu tụ bảo, cây kim tiền để giúp tài lộc thêm phần vượng phát. Về phương diện tình cảm, gia đạo, xem vận trình tình duyên tuổi Bính Ngọ trong dịp cuối năm Quý Mão, bản mệnh có được hạnh phúc mà nhiều người mơ ước, gia đình hòa thuận ấm êm, vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, con cái ngoan ngoãn thông minh. Tuy nhiên, chẳng phải tự nhiên mà có được hạnh phúc lớn tới vậy đâu, con giáp này cũng phải đi qua bao nhiêu giông gió, kiên trì giữ vững tình yêu của mình thì mới có thể có được tổ ấm bao người mơ ước. Bạn hiểu rằng những mâu thuẫn, những xung đột trong cuộc sống là điều chẳng thể khỏi. Tuổi Bính Ngọ chấp nhận điểm thiếu sót của đối phương, nhìn vào mặt tốt của nhau để sống. Một số cặp đôi trong thời gian này sẽ đón thêm tin vui về chuyện con cái, như cưới hỏi, thêm cháu chắt trong nhà. Hãy chuẩn bị tinh thần để chào thiên thần nhỏ đến với thế giới này. Về phương diện sức khỏe, theo dõi tử vi sức khỏe giai đoạn từ nay tới Tết 2024 âm lịch của tuổi Bính Ngọ âm lịch thấy rằng, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ cũng khá ổn định trong thời điểm này. Công việc căng thẳng, bạn cần tìm cách giảm căng thẳng kịp thời, như vậy thì sẽ không có gì cần phải lo lắng. Hãy sắp xếp thời gian biểu khoa học để làm việc vừa đạt chất lượng cao, vừa đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo thì bản mệnh làm việc gì cũng sẽ hiệu quả hơn, hạn chế được nhiều sai sót. Ngoài ra, cuối năm đường xá đông đúc, nhiều vụ cướp giật, đi đâu làm gì cũng nên cẩn thận đề phòng để giữ an toàn cho bản thân và gia đình mình, quý cô bác Bính Ngọ nhé. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. 1. Tử vi tuổi Bính Ngọ từ nay đến hết tháng 11 âm lịch. Xem tử vi từ nay đến hết tháng 11 âm, có thực thần nâng bước, người tuổi Bính Ngọ có cơ hội phát tài nếu như bạn là người làm nghề tự do. Nhờ trước đó đã làm việc không ngại vất vả, nên nay bạn được nhận một khoản tiền công, tiền thưởng xứng đáng. Bản mệnh nên tiếp tục mở rộng các mối quan hệ với mọi người, đặc biệt là với khách hàng, đối tác, để có thể tìm được nhiều mối làm ăn triển vọng hơn nữa trong tương lai. Hãy đối xử với mọi người một cách chân thành, rồi đối phương cũng sẽ đáp lại bạn như thế. Sức khỏe tốt, duy trì thói quen ăn uống khoa học và luyện tập thể thao, sẽ đẩy lùi nguy cơ bệnh tật, chú ý đi lại dịp này đông đúc, đề phòng tai nạn bất ngờ hoặc bị cướp giật tiền của, tài sản. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc dự báo, đời sống tình cảm của bản mệnh trong thời gian này không có gì khởi sắc, thậm chí hay cãi cọ, khiến bạn trở thành người khó gần, trong khi chính bạn lại ngạc nhiên vì cách phản ứng tiêu cực của mọi người với mình. May mắn là lúc bạn cảm thấy bức xúc, khó khăn nhất thì giải thần ghé thăm giúp giải ách trừ hung, nhờ thế mà vấn đề có căng thẳng đến mấy, cuối cùng cũng có cách xử lý hợp tình, hợp lý. Quý nhân, Dần, Tỵ, Tiểu nhân, Mão, Hợi. Màu sắc may mắn, hồng, xanh lá, con số may mắn, 22, 91, 01. 2. Tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 năm 2023, tuổi Bính Ngọ âm lịch được tam hợp và nhiều cát tinh hậu thuẫn, mọi việc của Bính Ngọ trong tháng chạp này đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Thần may mắn đang đứng về phía bạn, nên con giáp này nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới. Sự nghiệp của người tuổi này không những sẽ có bước tiến rõ ràng, mà còn có cơ hội gặp quý nhân, được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng,
tụ tập dịp cuối năm, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Tuổi Bính Ngọ trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập cũng được cải thiện, người làm kinh doanh đón lộc vì nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng mạnh. Nhìn chung bạn không có gì phải lo lắng về tài chính, cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Đường tình duyên của tuổi Bính Ngọ cũng thuận lợi hơn, đào hoa khởi sắc rực rỡ, bán hợp làm tăng sức hút, tạo ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ. Sẽ rất có lợi cho người độc thân, đôi lứa, vợ chồng cũng hàn gắn rạn nứt nhanh chóng, gìn giữ hòa khí gia đình, các thành viên sum vầy chuẩn bị đón Tết. Đối với phương diện sức khỏe, con giáp này cần chú ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, tránh bệnh cũ tái phát. Tháng này có hung tinh Bạch Hổ án ngữ dự báo những hung hiểm, tai nạn mà bạn có thể gặp phải. Do đó, Bính Ngọ cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác. Quý nhân, Thìn, Dậu, Tiểu nhân, Dần, Hợi, màu sắc cát tường, hồng, cam, con số may mắn 34, 91, 38. Thưa quý cô bác tuổi Bính Ngọ 1966, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi, và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý cô bác cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết, được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Bính Ngọ nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Bính Ngọ. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Bính Ngọ nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Ất Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Dậu 1969, tốt, Canh Tý 1960, tốt, Nhâm Tý 1972, tốt, Canh Thân 1980, tốt, Tân Dậu 1981, tốt, Mậu Thân 1968, khá, Tân Sửu 1961, khá, Đinh Tỵ 1977, khá, Kỷ Tỵ 1989, khá, Canh Ngọ 1990, khá. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Ất Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024 là Giáp Thân 1944, xấu, Giáp Tý 1984, xấu, Bính Dần 1986, xấu, Nhâm Thân 1992, xấu, Giáp Tuất 1994, xấu, Ất Hợi 1995, xấu, Bính Tý 1996, xấu, Ất Sửu 1985, xấu, Quý Dậu 1993, xấu, Đinh Sửu 1997, xấu. Bản mệnh Bính Ngọ nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới, lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý.
Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo. Mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình cô bác nhé. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn 3 cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau, cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết, thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt, xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rác muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu. Do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Quý vị thân mến, dân gian có câu thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể thấy thời gian tới người tuổi Bính Ngọ sẽ có cả thiên thời địa lợi. Chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ, và để giúp bản mệnh tuổi Bính Ngọ dễ dàng tìm được quý nhân và tránh kẻ tiểu nhân. Sau đây sẽ là những tuổi hợp kết giao với tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, dựa theo can chi ngũ hành. 1. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Tý. Trên phương diện hợp tác làm ăn, những mặt đối lập, trái ngược lại càng giúp họ bổ sung, hỗ trợ nhau, cùng chung mục tiêu và lý tưởng, đây có lẽ là một sự hợp tác khá ăn ý, đạt hiệu quả cao và gặt hái được nhiều thành công. 2. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Sửu.
Trên phương diện đối tác làm ăn, chưa chắc cặp đôi này đã đạt được thành công như mong muốn, bởi Ngọ hay thay đổi, không có mục tiêu hướng đi rõ ràng và Sửu sẽ không thể chịu được khi luôn phải chạy theo những ý tưởng của Ngọ. 3. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Dần. Nếu trở thành đối tác làm ăn, họ sẽ dễ dàng ăn khớp với nhau bởi Dần và Ngọ đều có chung mục tiêu, quan điểm và sở thích. Tuy nhiên cũng có đôi lúc mối quan hệ này xảy ra nhiều mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai do cái tôi của cả hai đều quá mạnh mẽ. 4. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Mão. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp giữa Mão và Ngọ chưa đạt được hiệu quả cao bởi Ngọ thiếu đi kiên trì, nhẫn nại, còn Mão lại thiếu đi sự thực tế, bởi vậy không ít lần mối quan hệ này xảy ra mâu thuẫn, xung đột. 5. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Thìn. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của Thìn và Ngọ sẽ mang đến hiệu quả cao và đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Rồng và Ngựa đều là những người phóng khoáng, nhanh nhạy và thông minh, họ dễ dàng trở nên hòa hợp trong từng kế hoạch, dự định, đặc biệt là Rồng sẽ mang lại nhiều may mắn cho công việc và cuộc sống của Ngựa. 6. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Tỵ. Cũng do những điểm khá khác biệt, trái ngược ấy mà mối quan hệ hợp tác làm ăn của họ khó có thể lâu dài, bền vững được. Bởi thực tế, Ngọ và Tỵ đều có những hướng đi riêng, mục tiêu riêng, không thể thống nhất hòa hợp với nhau được. 7. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Ngọ. Công việc làm ăn của hai người tuổi Ngọ sẽ rất phát triển và đạt được nhiều thành công. Họ rất chăm chỉ và luôn bận rộn với khối lượng công việc của mình. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, tuổi Ngọ sẽ không bao giờ chán nản bỏ cuộc. 8. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Mùi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ này sẽ đạt được nhiều hiệu quả cao nếu như Dê là người đứng đầu, tổ chức công việc. Bởi tuổi Mùi có con mắt nhìn xa trông rộng, thấu hiểu vấn đề, luôn có những hướng đi đúng đắn để đạt được thành công. 9. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Thân. Thân và Ngọ khó có thể tìm được những tiếng nói chung trong công việc hợp tác làm ăn bởi sự thiếu kiên trì, dễ thay đổi của Ngọ khiến cho Thân không thể nào thích ứng được. Hơn nữa, hai con giáp này có nhiều mục tiêu, lý tưởng khác nhau, vì vậy mối quan hệ của Thân và Ngọ sẽ có nhiều mâu thuẫn xung đột. 10. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Dậu. Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Dậu và tuổi Ngọ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Dậu phù hợp với vai trò của một người tổ chức lãnh đạo, còn Ngọ sẽ là người đứng phía sau ủng hộ, giúp đỡ Dậu trong việc phán xét giải quyết những vấn đề khó khăn. 11. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Tuất. Tuất và Ngọ đều có chung mục tiêu để cố gắng phấn đấu, vì vậy họ có thể trở thành những người đồng nghiệp trên phương diện làm ăn. Hai con giáp này đều có khả năng nhìn xa trông rộng, nắm bắt và giải quyết vấn đề một cách nhanh nhạy chính xác. 12. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Hợi. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, Hợi và Ngọ sẽ đạt được hiệu quả cao. Tuy nhiên mối quan hệ này cũng xảy ra khá nhiều mâu thuẫn khi cả hai bên đều tìm được tiếng nói chung. Hợi và Ngọ cùng thúc đẩy nhau tiến lên phía trước, nhưng khi Ngọ chuyển hướng sang mục tiêu khác, những mâu thuẫn sẽ bắt đầu xảy ra. Quý vị thân mến, con người ta sẽ luôn gặp những điều không vui trong cuộc sống hoặc gặp phải những người khó ưa, nhưng một số người trở nên cáu kỉnh và bồn chồn khi họ gặp phải điều gì đó không vừa ý, rồi đổ dồn sự nóng nảy bực tức lên đồ vật hoặc những người xung quanh. Điều này khá trẻ con, mất bình tĩnh không giải quyết được vấn đề nào hết mà chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Phản ứng đầu tiên của một người khôn ngoan khi đối mặt với sự cố thực sự không phải là phàn nàn hay nổi nóng, mà là bình tĩnh và tìm hiểu xem có gì không ổn, sự việc ra sao. Hãy tìm hiểu kỹ vấn đề và sau đó nghĩ ra các biện pháp đối phó để giải quyết nó thay vì nổi máu điên lên. Câu chuyện về sự tức giận sau đây sẽ giúp bạn hiểu thêm phần nào. Chuyện kể rằng, một cặp vợ chồng đang lái xe về nhà thì người vợ vô tình điều khiển xe tông vào trụ cứu hỏa, khiến xe bị lật và cả hai đều bị thương. Trong lúc người chồng còn đang bàng hoàng, anh ta thấy vợ vẫn ổn, nên anh ta vẫn tỏ ra vui vẻ, bình tĩnh, yêu cầu chụp ảnh chung với vợ để ghi lại khoảnh khắc này. Thử nghĩ xem nếu thay vào đó là một người chồng mất bình tĩnh khi gặp khó khăn, lập tức đổ lỗi cho vợ, không lái xe tốt lại còn tranh lái ngay từ đầu, thậm chí còn cãi nhau, rồi hỏi em có biết lái xe không, thì có giải quyết được chuyện gì không, tất nhiên là không. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nóng giận không có ích gì hết, đừng thỏa mãn cơn bực tức của mình bằng cách chăm chăm đổ lỗi cho người khác, mà không nghĩ đến hậu quả về sau, thay vì nổi cáu, chửi bới thì bình tĩnh, hít thật sâu bạn sẽ thấy mọi chuyện nhẹ như lông hồng. Trong cuộc sống của người lớn, có một loại tu luyện gọi là không nổi nóng khi có chuyện, không nóng giận, nhìn thấu đáo, suy nghĩ thoáng và buông bỏ là một kỹ năng và một khuôn mẫu sống đẹp. Trước những khó khăn khác nhau trong cuộc sống, hãy học cách kiềm chế tính khí, không nóng giận, chấn chỉnh tâm lý, lạc quan, đối mặt với mọi thứ để sống một cuộc đời hạnh phúc.
Tác phẩm Binh Pháp Tôn Tử có viết rằng, chủ tướng không thể khởi binh khi đang tức giận và không thể chiến đấu khi lòng bực bội. Ngay cả khi anh ta là một người có khả năng tuyệt vời, anh ta sẽ không đi được quá xa nếu hành động trong lúc nóng nảy. Vậy làm cách nào để bớt nóng nảy? 1. Học cách dịu dàng. Răng người thì cứng còn lưỡi thì mềm, ở cuối đời, răng sẽ không còn nữa, nhưng lưỡi thì ngược lại, thế nên hãy học cách dịu dàng để cuộc sống của bạn có thể lâu dài hơn. Tục ngữ có câu, trong cương có nhu, trong nhu có cương, cứng nhắc thẳng thắn quá nhiều thì cũng không tốt mà mềm yếu, nhu nhược quá cũng chẳng xong, tuy nhiên nếu biết hòa hợp sẽ làm nên chuyện lớn. 2. Học cách nhẫn nại. Đôi khi, đứng trước vấn đề khó giải quyết bạn hãy bình tĩnh và lùi lại một bước, nhẫn nại để giải quyết, để hóa giải, biến chuyện dữ hóa lành, biến những chuyện lớn hóa những điều nhỏ nhặt, còn chuyện nhỏ nhặt thành không có gì bằng năng lực và trí tuệ của mình. Với sự kiên nhẫn, chúng ta có thể phân biệt điều tốt và điều xấu, thiện và ác, đúng và sai, và tìm cách giải quyết hợp tình, hợp lý và hợp pháp. 3. Học cách quý trọng sức khỏe. Chúng ta luôn nói rằng phải hiếu thuận với bố mẹ, có rất nhiều cách thể hiện, tuy nhiên nhất định là phải chăm sóc tốt cho bản thân mình để bố mẹ không phải lo lắng. Có câu nói rằng, thân thể là bố mẹ ban cho, không làm tổn hại thân thể của mình chính là đạo hiếu. Trong công việc vì để sinh tồn, có lẽ chúng ta không thể không bận rộn, thức đêm, ngủ không đủ giấc, nhưng hãy nhớ rằng dù bạn có đi bao xa, bay cao đến đâu, điều mà bố mẹ quan tâm nhất vẫn là sức khỏe của bạn. Muốn sống khỏe thì nhất định cần phải duy trì sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt không chỉ tốt cho bạn, mà còn khiến bạn bè và gia đình cảm thấy thoải mái, thế nên đó cũng là hành động thể hiện lòng hiếu thảo. 4. Học cách nhận lỗi. Con người thường không thừa nhận sai lầm của mình, mà cứ đổ lỗi cho người khác. Họ luôn cho rằng bản thân họ đúng, còn người khác thì làm sai. Người ta thường đổ lỗi cho cha mẹ, bạn bè, người xa lạ, kể cả trẻ em, hoặc những người không tốt với bản thân họ. Họ chẳng mất gì, mà còn có thể giải tỏa cơn tức giận trong lòng mình, trong khi người khác lại phải chịu trận. Trên thực tế, đổ lỗi cho người khác là một hành động hết sức sai lầm. Hành động này làm tổn thương người khác và có thể giết chết các mối quan hệ của bạn. Học cách thừa nhận sai lầm là một hành động tuyệt vời, chứng tỏ bạn đã trưởng thành và dám chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. 5. Học cách buông bỏ kịp lúc. Thực ra, cuộc sống này cũng giống như một chiếc vali. Khi bạn cần nó, hãy xách hoặc kéo nó. Khi bạn không cần nó, hãy đặt nó xuống. Đừng ôm nó đến nỗi mỏi cả tay, cũng không bỏ xuống. Làm thế thì chỉ có bạn mệt thôi. Cuộc đời mỗi người thì có hạn, hãy biết cách buông tay kịp lúc. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.